chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn món sữa chua thạch. Các bạn xem này, có đẹp mắt không ạ? Tất cả nguyên liệu đều an toàn, hấp dẫn lại đẹp mắt và cực kỳ là thơm ngon. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều ạ. Mình dùng khoảng 5g bột thạch rau câu và 2 thìa canh đường và 1 bát nhỏ nước lọc. Trước tiên xoài mình sẽ mang đi gọt vỏ nhé. Sau đó thì mình cắt miếng. Bây giờ mình sẽ cho vào máy xay sinh tố, đổ thêm nước và cho dễ xay nha các bạn. Xoài xay xong rồi mình sẽ cho qua cái rây để lọc. Mình sẽ lọc như vậy để thạch trong và mịn hơn nha các bạn. Đường và bột thạch rau câu thì mình sẽ trộn lẫn chung vào với nhau. Gói này thì 15g nha các bạn. Mình chỉ dùng 1/3 gói này thôi ạ. Mình đã bắc sẵn và đun sôi khoảng 500ml nước rồi nhé. Mình cho hỗn hợp bột rau câu và đường vào. Các bạn nhớ là khuấy đều tay để không bị vón cục. Mình sẽ cho từng ít một vào và mình sẽ khuấy đều. Bột thạch tan hết, mình sẽ cho xoài vào nha. Tiếp tục đun sôi khoảng 3 phút. Ở đây thì mình có bỏ mấy miếng xoài nhỏ cho đẹp mắt đó các bạn. Bây giờ để cho thạch nguội rồi mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Còn về phần thạch màu đỏ, mình dùng rau dền đỏ để tạo màu nhé các bạn. Đồng thời mình cũng chuẩn bị đường, bột rau câu và nước lọc tương tự như lúc nãy. Đường và bột rau câu thạch mình cũng trộn đều. Rau dền mình sẽ mang đi luộc để lấy nước. Đợi sôi 2 phút mình sẽ vớt rau ra nhé. Bây giờ mình cho hỗn hợp đường, bột thạch vào và khuấy đều. Tương tự như lúc nãy, mình cũng cho sôi 3 phút, sau đó thì tắt bếp và cho ra khuôn. Xong rồi, bây giờ mình sẽ đợi nguội và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Và mình sẽ đi pha nước cốt dừa nha các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị 300ml nước cốt dừa, 2 thìa đường và 1 ít bột bắp. Thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào nồi nhé. Cho đường và bột bắp vào luôn và mình bật bếp và khuấy đều. Mình sẽ đun sôi là được ạ. Khi vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ đã đông lại như thế này đó các bạn.
Mình cắt miếng nhỏ vuông như thế này. Mình chuẩn bị trước 2 cốc đá rồi nhé. Đổ sữa chua vào. Tiếp tục cho thạch vào cốc nha. Nhà mình có sẵn ít thạch dừa nên là mình cho vào luôn. Được. Tiếp nước cốt dừa lên trên nha các bạn. Rồi, à, mời các bạn thưởng thức cùng mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh, có chuông để theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.